Thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, phía nam rặng núi Hy Mã Lạp Sơn, vương quốc Thích Ca thanh bình, kinh thành Ca Tỳ La Vệ phồn thịnh. Được trị vì bởi đức vua Tịnh Phạn Anh Minh và hoàng hậu Maya Nhân Từ. Vào một đêm rằm, trăng lên rất đẹp. Hoàng hậu ngồi ngắm trăng một mình bên cửa sổ và chợt thiếp đi. Người bỗng thấy một con voi trắng sáu ngà từ trên không trung hiện ra sáng chói. Voi từ từ hạ xuống, dùng cái ngà vạch một đường bên hông phải của hoàng hậu, rồi bất ngờ mất hút vào trong bụng. Người giật mình tỉnh giấc, khắp phòng hương thơm ngào ngạt, tiếng nhạc du dương còn văng vẳng trên không. Hoàng hậu cảm thấy an lạc lạ thường và bắt đầu hoài thai. Theo truyền thống, khi sắp lâm bồn thì hoàng hậu phải về quê ngoại. Vua Tịnh Phạn đã cho chuẩn bị chu đáo tất cả mọi việc. Lúc đoàn người đi ngang qua cánh rừng Lâm Tỳ Ni, hoàng hậu chợt nhìn thấy một loài hoa nở rất đẹp, hương thơm kỳ lạ. Người đưa tay định ngắt một cành hoa, nhưng vừa chạm tay vào thì hài nhi bước ra từ hông bên phải của hoàng hậu. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Trên trời, chư thiên tấu nhạc vang lừng, hoa trời rơi rơi nâng từng gót chân thái tử. Cùng lúc đó, một trận mưa đổ xuống như tắm mát cho thái tử. Cơn mưa vừa dứt, trời trong sáng lạ thường. Thái tử ra đời trong sự hân hoan vui mừng của tất cả người dân trên vương quốc Thích Ca. Người đã đến bao la như muôn mặt trời. Người đã đến đem cho tình yêu nghìn đời. Người bước tới hoa sen nở rồi. Chiều tiếng hát vang lên mừng vui. Tại hoàng cung, khi biết được hoàng hậu Maya cùng với thái tử đã quay lại hoàng cung, vua Tịnh Phạn kinh ngạc chạy nhanh vào phòng hoàng hậu. Vừa trông thấy thái tử, ngài bất giác chắp tay quỳ xuống. Phu quân, sao phu quân lại lạy con của mình? Mọi người biết được sẽ bàn tán không hay. Ta cũng không thể hiểu nổi, có một sức mạnh gì đó từ nơi hoàng nhi khiến ta kính phục lạ thường, nên không kiềm chế được. Nàng hãy nghỉ ngơi đi. Theo như truyền thống, khi hoàng nhi được 7 ngày tuổi, sẽ có 7 vị tế sư Bà La Môn đến xem tướng và đặt tên cho thái tử. Ta sẽ căn dặn mọi người chuẩn bị thật chu đáo cho buổi lễ này. Tại lễ đặt tên, vị tế sư già nhất. Theo như tương thuật của kinh điển Brahma, thái tử có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, nên chắc chắn phải là một bậc siêu nhân giữa đời, hoặc là thái tử sẽ trở thành một đức Phật, một đấng giác ngộ mà nhiều vạn năm mới có, hoặc là thái tử sẽ trở thành chuyển luân thánh vương, cai trị cả cõi đất này. Theo ý kiến của các tế sư lỗi lạc Bà La Môn và được sự chấp thuận của đức vua, tên của thái tử sẽ là Tất Đạt Đa, có nghĩa là tội nguyện Tất Đạt Đa của dòng họ Gautama. Thái tử với tên này sẽ là người mang lại niềm tội nguyện cho vương quốc Thích Ca. Thank you.
Hoàng hậu Maya mất sớm. Nhờ công đức hoài thai thái tử mà hoàng hậu được sinh về cõi trời Đao Lợi. Công nương Ba Xà Ba Đề đã giúp chị mình chăm sóc thái tử chu đáo ân cần bằng tình thương như của người mẹ dành cho chính con ruột của mình. Thái tử rất kỳ lạ hoàng huynh à, không bao giờ khóc, là hại nhi mà lại trầm tĩnh, chững chạc như người lớn vậy. Thái tử cứ như có một dần hào quang tỏa ra, làm cho mọi người xung quanh cảm thấy rất ấm áp. Sáng nay, có một bầy chim từ đâu bay đến, cứ lượn quanh thái tử hót líu lo. Mọi người vô cùng ngạc nhiên. Nhưng muội đã dặn dò cung nhân không được kể những chuyện kỳ lạ này ra ngoài. Muội làm như vậy là rất đúng. Những nước lân bang mà biết được hoàng nhi là người phi thường thì sẽ nảy sinh tâm lý sợ hãi, rồi lại gây sự với chúng ta. Khi lên 6 tuổi, vua Tịnh Phạn mời các vị giáo thọ sư về hoàng cung dạy dỗ cho thái tử. Các vị đều thừa nhận rằng thái tử thông minh xuất chúng, học một hiểu trăm, có khi chưa học đã đoán biết hoặc hỏi những câu làm giáo thọ sư lúng túng. Tuy vậy, thái tử rất lễ độ khiêm cung nên các vị cũng cảm thấy được vui lòng. Riêng về võ thuật, thái tử có căn cơ đặc biệt, trong người ẩn chứa kình lực thâm hậu nên đòn đánh ra không chỉ chuẩn xác mà còn rất mạnh. Thái tử cũng thường thực hành tĩnh tọa và lòng thấy an lạc vô cùng. Năm 12 tuổi, thái tử càng lớn càng thể hiện mình là người có tấm lòng bao la nhân hậu, lúc nào cũng muốn chúng sinh yêu thương nhau. Dù vua cha luôn mong muốn thái tử sẽ trở thành một vị vua siêu tuyệt, uy quyền hiển hách, xây dựng quốc gia hùng mạnh, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, thái tử luôn muốn đi tìm một điều nào khác giúp con người có được hạnh phúc vĩnh cửu. Sau mùa mưa, vua Tịnh Phạn cùng thái tử Tất Đạt Đa chủ trì lễ hạ điền tại ngoại ô kinh thành. Nhà vua đích thân xuống ruộng cày những đường cày đầu tiên, cầu chúc cho mùa màng tươi tốt. Mọi người ai cũng vui mừng vỗ tay cổ vũ, mà không để ý, thái tử đã lặng lặng rời khỏi đám đông, đi về phía gốc cây để ngồi thiền. Và lành thay, thái tử đã chứng được sơ thiền. Từ khi chứng được mức thiền định đầu tiên này, người đã hoàn toàn lìa bỏ sự ham muốn sắc dục. Chiều đến, ánh mặt trời lặn dần về hướng Tây, tàn cây cũng ngã ngọn về phía Tây để che mát cho thái tử. Ai nhìn thấy cũng đều sửng sốt trước khung cảnh ấy. Bất chợt, nhà vua quỳ xuống, chắp tay như muốn lạy chính con trai mình. Tất cả quần thần cũng đều làm theo. Thái tử vẫn ngồi yên bất động. Mọi người đứng yên chiêm ngưỡng hình ảnh thái tử ngồi thiền, đẹp rực rỡ như một ngọn núi châu báu chưa từng có. Năm 16 tuổi, vua Tịnh Phạn tổ chức hôn lễ cho thái tử và công nương Gia Du Đà La. Kinh thành Ca Tỳ La Vệ nô nức vui mừng, trong khi thái tử lòng buồn rười rượi, nét mặt đăm chiêu. Nhưng trùng hợp thay, cũng như thái tử, công nương Gia Du Đà La là người có tâm hồn yên tĩnh và không thích lập gia đình. Kể từ đó, thái tử và công nương đã sống với nhau như đôi bạn thanh khiết trong sạch. Một thời gian sau, nhận thấy thái tử như vẫn còn ưu tư điều gì trong lòng, sự lo lắng của vua Tịnh Phạn ngày càng lớn hơn. Vì vậy, nhà vua ra lệnh gấp rút xây dựng 3 cung điện mùa đông, mùa hè và mùa mưa thật nguy nga, tráng lệ, với ý định làm lung lay chí nguyện xuất gia của thái tử. Thấm thoát,
Thái tử Tất Đạt Đa đã 20 tuổi, thân người cao lớn, đẹp như thiên thần. Kinh thành Ca Tỳ La Vệ vẫn luôn nhộn nhịp, cuộc sống vô cùng yên vui. Vua Tịnh Phạn đã lớn tuổi, nhưng mọi việc quản lý đất nước giờ đây đã có thái tử trợ giúp. Thái tử kính đáo bảo vệ vương quốc Thích Ca bằng cách âm thầm đưa người vào triều đình các quốc gia lân bang nhằm can thiệp nội tình của các nước để giữ gìn sự hòa hiếu, không cho những thế lực hiếu chiến có cơ hội gây ra chiến tranh. Thái tử vẫn luôn ao ước xuất gia làm sa môn, đi tìm đạo quả tối thượng, cứu độ chúng sinh. Bởi cõi đời còn trầm luân đau khổ, muôn loài còn chìm đắm trong tâm tối, thái tử day dứt khôn nguôi. Hoàng nhi, còn có tâm sự gì mà ưu tư quá vậy? Thưa phụ vương, hơn 10 năm qua, con đã thiết lập được mạng lưới thám tử ở khắp nơi. Chưa lúc nào đất nước Thích Ca của chúng ta phồn thịnh và yên bình hơn thế. Giờ đây, con xin phụ vương cho phép con được xuất gia. Con biết nếu ra đi sẽ làm nhiều người buồn, nhưng con không thể cưỡng lại được sự thôi thúc của nội tâm. Con sẽ đi tìm chân lý tuyệt đối. Thế gian này tạm bợ và đầy bất an, ai rồi cũng phải già, bệnh và chết. Phải có một đạo lý giúp chúng sinh giải thoát khỏi trầm luân sinh tử này, thưa phụ vương. Không đi đâu cả, cha đã già, đất nước này trông cậy hết vào con. Chừng nào con cho ta cháu nội giỏi như con, thì con có yêu cầu gì ta cũng chấp thuận. Thái tử thất vọng lui ra, vì biết đây là chuyện không thể. Người và công nương chỉ sống với nhau như đôi bạn trong sạch thanh khiết, thì làm sao có con như ý nguyện của vua cha. Thời gian này, hàng đêm, công nương Gia Du Đà La thường quỳ ngoài hiên cầu nguyện thần linh ban cho người một đứa con. Bỗng một đêm, công nương nằm mộng thấy một phần ánh sáng từ trên trời bay vào bụng mình. Thế rồi công nương cảm thấy hoài thai. Một vị nào đó đã lắng nghe lời cầu nguyện của nàng, đã dùng mật hạnh đệ nhất của mình vào thai, vừa giúp nàng toại nguyện, vừa giúp ta có thể hoàn thành chí nguyện. Ngày Hoàng Tôn La Hầu La chào đời, triều đình tổ chức tiệc mừng suốt 7 ngày liền. Khi mọi người chìm sâu vào giấc ngủ, thái tử bước nhẹ vào phòng, nhìn Gia Du Đà La và La Hầu La với nét mặt trầm ngâm. Thái tử lặng lẽ mang lên người một túi vải, rồi đi về phía chuồng ngựa. Sanak, Sanak, hãy thắng con ngựa kiền trắc đi theo ta. Giờ này trời tối, nhân gian mờ mịt lắm, thái tử định đi đâu? Chính vì trời tối, vì nhân gian mờ mịt, nên ta phải đi tìm ánh sáng cho muôn loài. Hai người cưỡi ngựa ra cổng thành, chợt ma vương hiện ra. Này thái tử Tất Đạt Đa, chỉ còn 7 ngày nữa, ngài sẽ trở thành vua của đất nước Thích Ca. Và 30 ngày nữa, ngài sẽ được tôn lên làm Chuyển Luân Thánh Vương, cai trị cả cõi đất này. Ngài đừng đi, hãy ở lại. Ta biết điều đó, nhưng ta không màng. Ngươi đừng ngăn cản ta. Niềm vinh quang thế gian không thể trói buộc được thái tử, khi mà tình thương người dành cho muôn loài là lớn hơn tất cả. Cả hai phi ngựa vượt qua cổng thành trong màn đêm tĩnh mịch, hướng về phía nam.
Thái tử tiếp tục phi như bay, hết thảy cảnh vật như bỏ lại phía sau. Thái tử dừng lại bên bờ sông Anoma. Sa Nặc biết giây phút đó cuối cùng cũng đã đến. Những giọt lệ bắt đầu xuất hiện trên khóe mắt của Sa Nặc. Cả ngựa kiền trắc cũng khóc. Thái tử nhẹ nhàng bỏ vương miện xuống, xõa tóc, rồi rút thanh gươm báu ra. Sa Nặc bàng hoàng không nói nên lời, muốn ngăn thái tử nhưng không dám, chỉ biết đứng nhìn mà lặng lẽ khóc. Từng lọn tóc của thái tử cứ trôi theo dòng nước. Mỗi lọn tóc trôi đi là mỗi lần Sa Nặc nấc lên nghẹn ngào. Sau khi cắt tóc xong, thái tử cởi bộ đồ vương giả, tháo hết trang sức và lấy tấm y cũ màu sẫm mặc vào người. Thái tử nhắn nhủ Sa Nặc: Sa Nặc, ngươi hãy mang túi vải cùng lệnh bài tối mật này về trao cho công nương Gia Du Đà La. Ta từ đây xuất gia làm sa môn tu hành. Ngươi hãy nhắn lại với tất cả mọi người, nếu yêu thương ta thì không được ngăn cản chí nguyện của ta. Sa Nặc khóc nức nở, quỳ xuống lạy thái tử, rồi dắt hai con ngựa băng qua sông. Ngựa kiền trắc cứ ngoái lại nhìn thái tử, không muốn trở về. Đợi cho Sa Nặc đến bờ sông bên kia, thái tử mới quay lưng đi tiếp về phía nam. Bóng người oai vệ khuất xa dần, xa dần. Năm 29 tuổi, thái tử Tất Đạt Đa đã xuất gia tu hành. Người đã khước từ mọi vinh quang thế gian để đi tìm chân lý cao thượng. Gian nan có là chi khi niềm đau thương đang ngày đêm phủ dâng khắp tinh cầu. Nguy hiểm có là chi khi mà nước mắt của chúng sinh còn nhiều hơn nước biển mênh mông, còn nhiều hơn trăm suối nghìn sông. Nỗi đau khổ là vô cùng không kể. Còn cúi xuống hiểu thế gian ảo mộng, lợi và danh cháy bỏng cả tâm hồn. Ai biết rằng nơi tịch cốc cô thôn, người ẩn sĩ vượt hơn điều nhỏ bé.